Giờ Vân Nguyễn bán gỗ tròn cắt lỗ. Đây. Đẹp. Đẹp khủng khiếp luôn. Đây. Gỗ lim gì mà lại đẹp như thế này, nạc như thế này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Chủ nhân của khu gỗ đẹp này đây. Chào bác. Bác chào mọi người nhá. Đấy. Các bác thợ mộc cứ liên hệ bác ấy, trẻ tinh gỗ đẹp thôi các bạn. Đây. Đây. Trẻ gỗ đẹp đi chào đều. Đấy. Đấy rồi. Đấy, gỗ lim đẹp chưa? Gỗ lim đẹp như này thì các bác phải liên hệ ngay với cả bên xưởng của anh Công nhá. Đấy. Tí nữa bác chú phải kết bạn Facebook với cháu nhá, để còn xem video nhá. Chốt hộp 25 làm khuôn. Mặt bờ. Mặt bờ. À 30 mặt bậc, mặt bậc này ra thì đẹp lắm nhỉ. Có cắt không? Chú Lanh ơi, cái này chắc là cắt xẻ mặt bậc chứ nhỉ? Cái cắt hơi chứ xẻ dài có mà ngao lắm nhỉ. Đây, mặt bậc này thì đẳng cấp của xã hội luôn. Đẹp nhỉ. À.
Đấy, giờ đấy không này, được quá rẻ là một cây gỗ cong như thế này rồi.